người hậu vận rất sướng đều có một trong năm điểm này. Kính thưa quý vị, theo xem tướng học, nét phú quý may mắn của phái nữ không chỉ thể hiện qua tướng mạo khuôn mặt bởi mắt to mày dài. Một người phụ nữ sở hữu vòng ba nở đều đẹp cân xứng cũng sẽ là người phụ nữ có tướng an nhàn sung sướng. Có rất nhiều phụ nữ tìm tới biện pháp thẩm mỹ để khiến mình đẹp hơn, nhưng thực tế mỗi người phụ nữ từ khi sinh ra đã có những khí chất rất riêng biệt. Điều này không liên quan tới sự xấu đẹp. Có những phụ nữ không được cho là xinh đẹp, nhưng từ họ lại toát ra một khí khái thanh tao mà không từ nào có thể diễn tả nổi, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, đồng thời để lại ấn tượng khó quên. Ngược lại, có một số người tuy từng bộ phận trên khuôn mặt đều đẹp đến không thể chê bai, nhưng nhìn tổng quan cả khuôn mặt thì lại khá mờ nhạt. Chúng ta thường nói tới khí chất của một con người, xem đó là một điều đáng quý. Thế nhưng ít người biết rằng tồn tại một thứ khí chất ẩn mình giữa hình dáng và khí khái, vượt ra ngoài dung nhan và tướng mạo. Loại khí chất này mang lại cho phụ nữ sự quyến rũ đặc biệt và còn đem tới hạnh phúc cho chính họ. Trong thuật nhân tướng, người ta gọi đó là phúc khí, tức là khí chất của người bản thân đã có phúc. Vậy những người phụ nữ có phúc khí thường có những đặc điểm tướng mạo như thế nào? 1. Mặt chữ điền. Người có mặt kiểu chữ điền, nghĩa là cái trán của họ có dạng hình vuông, còn khung xương quay hàm nhô ra, đồng thời khuôn mặt đầy đặn. Người phụ nữ kiểu này tâm địa tương đối phóng khoáng, rộng lượng, đối xử tốt với bạn bè và vui vẻ giúp đỡ người khác, đồng thời có tính cẩn thận tỉ mỉ, sẽ là nhà từ thiện, giúp đỡ bạn bè vượt qua khó nạn. Nếu bạn không có việc làm, cô ấy sẽ nhiệt tình sắp xếp giúp. Nếu bạn không bán được hàng, cô ấy sẽ tìm người mua cho. Đa phần người mặt chữ điền sẽ sẵn lòng trả giá cao hơn người khác. Cưới được người phụ nữ như này cũng bằng như cưới được một người bạn chân thành tốt bụng. 2. Giọng nói nhẹ nhàng. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, người phụ nữ có trung khí trôi chảy, cho dù lớn lên bình thường cũng có thể kết hôn với người đàn ông có điều kiện tốt. Đây không phải là tướng thuật thần bí nói như vậy, nhưng mà được nói dựa trên cơ sở là sinh lý và tâm lý. Người có giọng nói nhẹ nhàng phần lớn đều là người có tính tình dịu dàng, điềm đạm. 3. Nhân trung rõ ràng, phúc khí được hiếu thuận. Những người phụ nữ có nhân trung rõ ràng, có khả năng sinh đẻ tốt, có tướng sinh quý tử, con cái của họ đều là những đứa trẻ có lòng hiếu thuận cha mẹ, thông minh tôn hậu, có tương lai tươi sáng. Nhân trung rõ ràng là tướng mạo của người sống lâu. Trong thuật tướng mạo có cách nói ví thọ đường, ý nói người thông minh lại sống lâu, có chồng vinh hiền, con hiếu thuận. 4. Lông mày rõ ràng, mượt mà, phúc khí được khỏe mạnh. Mi tú là từ ngữ tướng mạo học, ý chỉ đôi lông mày rõ ràng và mượt mà. Không có lông mày quá cứng, quá đen hoặc hình dáng lông mày không cân đối. Những người có mi tú là những người có đường tài vận khởi sắc, cũng là người có sức khỏe tốt. 5. Tướng tai nhà Phật, phú quý trọn đời. Tai có thủy châu lớn và đầy đặn, trễ hẳn xuống vai, trông như hình giọt nước. Tai đầy đặn, phần quách cứng, vành tai ngoài dày và hồng hào, vành tai trong không bị gãy khúc, đầy đặn và rõ ràng. Tai mọc cao hơn đường trên của lông mày, lỗ tai rộng, bên trong tai có thể có lông mọc, được coi là một trong những tướng tai đem lại sự phú quý, vinh hiển cho chủ nhân. Các nhà nhân tướng học còn gọi tướng tai này là thùy kiên nhĩ. Ta có thể bắt gặp hình dáng tai này trong những hình vẽ tượng Phật. Chủ nhân của tướng tai này là người có cuộc sống sung túc, gia đình ấm êm, hòa thuận, vận mệnh hanh thông. Đây là loại tai quý. Chủ nhân sẽ trường thọ, dễ trở thành người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Nếu loại tai này được kết hợp với ngũ quan đoan chính như đầu tròn, trán rộng,
mắt phượng, mũi rồng thì chủ nhân của nó chính là người đại phú đại quý, phúc lộc song toàn. 6. Một số nét tướng của đôi tai phú quý. Tai không khuyết, sắc tai trắng hơn da mặt, phần trên tai cao hơn lông mày là dấu hiệu của sự nổi tiếng vang danh trong thiên hạ. Tai lớn, dày và chắc, hình dáng thanh tú, màu sắc tươi sáng và phải cao ít nhất là ngang bằng mắt, chính là đặc trưng của người có vị thế cao trong xã hội, được mọi người biết tới và ngưỡng mộ. Tai dày thì trâu rõ và to, rủ xuống phía dưới là tướng người phú quý, nếu hướng về phía miệng lại càng phú quý hơn. Tai lật ngửa cho thấy chủ nhân là người có địa vị cao trong xã hội, sự nghiệp thông suốt. Tai ép vào da đầu, luân quách, tức là vành ngoài và vành trong của tai. Rõ ràng, tai cao hơn lông mày thì chủ nhân là người thông minh, sáng suốt, có khả năng trở thành người lãnh đạo, cuộc đời nhiều vinh hoa phú quý. Tai lớn và dày, lỗ tai rộng, màu sắc tươi nhuận, khi về già cuộc sống sung túc, dư giả tiềm bạc. Tai có màu sắc ửng hồng hoặc pha lẫn màu trắng ngà, hoặc tai có đường nét cong tròn, đều là tướng người được hưởng cuộc sống an nhàn. Vẫn là bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm cảnh. Người có nhiều dục vọng, ham muốn thì luôn mệt nhọc, bị phiền nhiễu bởi cái này cái kia. Người có ít ham muốn thì thường sống thanh nhàn, đạm bạc. Người có thể xem nhẹ thì hạnh phúc mới nhiều. Đơn giản là cảnh giới cao của đời người. Cổ nhân có câu: người có cảnh giới thì tự nhiên có phẩm cách cao. Cảnh giới cao nhất của nhân sinh kỳ thực chính là sự chất phác tự nhiên, sự đơn giản trong cách nghĩ, trong tâm hồn. Hạnh phúc chính là một loại cảm thụ, nhưng không phải tất cả cảm thụ đều là hạnh phúc. Đời người rốt cuộc phần nhiều vẫn là sống trong tâm cảnh. Người xem trọng thường đau khổ, xem nhẹ thường tiêu sái. Người chấp nhất vào điều gì đó thường bị mê lạc. Người hiểu thông tỏ thường lại không bị vướng mắc gì. Tại một thị trấn nhỏ của nước Anh, có một chàng trai hàng ngày kiếm sống bằng cách hát xong trên đường phố. Cũng ở khu đó, có một cô gái người nước ngoài rời xa gia đình tới đó để làm thuê đã nhiều năm. Cả hai thường tới một nhà hàng nhỏ để ăn cơm. Thế là sau nhiều lần gặp nhau, họ đã trở nên thân thiết. Một ngày, cô gái người nước ngoài nói với người thanh niên rằng: đừng đi hát xong nữa, hãy làm một nghề nghiệp gì đó đi.